Xin chào bạn Phong, bạn Phú. Xin chào Hôm nay các bạn nhìn thấy cái gì trên trên bàn đấy? Bim bim xúc xích bánh. Thế đây, thế đây là cái gì? Cà phê. Cà phê này, xúc xích này, bánh này, bim bim này. Thế các con thích chú nào trên YouTube gì nhỉ? Chú Phong dưỡng. À rồi, dưỡng bự con đúng không? Rồi, thì hôm nay con sẽ làm cái clip nhé. Hôm nay chúng ta sẽ làm cái clip là chấm tất cả mọi thứ với cà phê nhá. Rồi mà các bạn cùng thực hiện theo bạn Phong và Phú nhá. Là bây giờ chúng ta sẽ cho cà phê vào cái bát này trước nhé, để hòa cà phê trước đúng không? Nào, thì bây giờ cho bạn Phong cầm kéo cắt nhé. Đổ cà phê vào đây. Rồi. Một gói nữa nhá. Hai gói mà. Kéo đâu? Đây. Nhưng mà con phải dốc dốc tốc để cho nó tụt xuống đây đã, cắt đầu này này, hiểu chưa? Đấy, cắt. Các bạn dùng kéo và cẩn thận nhé. Đấy, đúng rồi, kéo. Đây là cà phê cho bát nhé các bạn nhé. Rồi. Thế bây giờ phải cho nước vào cho con nhỉ. Đây là cái phích nước nhá. Thế bây giờ pha nhá. Nào, đây là bố sẽ trợ giúp pha nước cà phê cho các con nhé. Nóng không? Hơi nóng thôi. Rồi. Chấm được. Từ từ, con lấy thìa khoáng lên đi. Đây ạ. Khoáng lên nào. Rồi, ok. Cái gì đây? To thế này. Khoáng lên đi, khoáng lên cho nó tan. Khoáng khéo, chậm thôi. Bạn Phong khoáng mạnh quá, cà phê nó bắn hết ra ngoài rồi. Đây là bố giúp nhá. Đấy. Đấy. Các bạn có ai pha cà phê bằng bát chưa? Mua có cái vị này đúng không? À, vị ngô. Được hay sao? Nếu mà sao phủ mãi? Nó không tan mấy nhá. Cà phê này chắc là để lâu nên là nó không tan mấy. Cứ chấm một xé con rồng. Rồi. Thế bây giờ các con sẽ chấm cái gì trước? Con cầm xúc xích trước. Xúc xích nhá. Bây giờ bố cắt xúc xích ra nào. Con cầm rồi bố cắt cho. Đấy, đây. Bố con cắt đi. Bố phủ cắt kìa. Đây, đấy, lấy một cái ra, không cắt. Rồi. Anh lấy hai cái à? Mỗi anh em một cái. Nào. À được rồi rồi, ok. Thế bây giờ các bạn cắt đi. Đây, cô cắt cái đầu này đi. Cắt cái đầu. Cắt hết luôn rồi. Cô cắt đi nhé. Kéo. Đưa anh cắt cho. Tôi đưa cho anh cầm kéo tốt hơn. Kéo vào tay là khóc ấy. Vào tay là què đấy các bạn. Rồi, bây giờ tút ra con. Cái này. Đấy, tay nó chở. Có xúc xích lên nè. Nào, thế cho vào đây chấm. Có xúc xích đang lên nè. Nào, chấm nào, thử xem nào. Đỏ đấy. Ngon không? Ngon không? Đấy. Ngon không? À, ngon thì thế này. Ngon. Ngon. Đấy, thế là ngon. Mười que. Nhưng mà mình chấm mỗi thứ một tí thôi. Nếu chấm hết 10 que thì nhiều quá đúng không? Mai còn ăn tiếp. Mai còn ăn tiếp. Cú chấm đi. Cú ngon không? Ngon á. Ngon. Không ngon không? Có. Cứ ra này. Đánh. Hết chưa? Rồi. Đấy. Để. Thế bây giờ đến tiếp mục bim bim nhé. Bim bim chấm nhé.
Thế bây giờ lấy kéo đâu? Kéo bóc vào mồm được đúng không? Thế bây giờ con đổ một ít vào làm. Thôi vừa thôi, đổ ít thôi. Thôi thế thôi. Đây là đấy, bim bim cá này. Nào ăn đi. Cho bố miếng nhỉ, bố thèm lắm rồi đấy. Miếng gì? Thôi đùa thôi, bố không thích ăn bim bim đâu. Bim bim chỉ để cho các bạn nhỏ thôi. Không ăn nữa thì anh ăn. Ừ, cho anh Phong ăn. Bố ăn bim bim đi. Đấy, bây giờ ăn Phú này ăn ngon nha. Tôi Phú để đấy cho ăn. Ăn hết cái bim bim đi. À, hết bim bim đi đã. À, thế đây là bim bim gì nhỉ? Bim bim slack đúng không? Hay là mình cắt thử một ít slack vào cho vào lưỡi nhé. Nào, khéo vào tay đấy con nhá. Thôi để cho anh Phong cắt, con chưa biết cắt đâu. Thôi Phú, không vào tay con này, vào tay thôi. Anh Phong cắt cho em. À, anh Phong bóc cho em. Đấy, ui, anh Phong xé toạc ra thế. Thôi, ui, nhiều quá rồi. À, đây, con nhặt ra. Thôi, chấm hết rồi. Chết rồi. Quá tay đốc nhiều quá đúng không? Tại là BB là đổ nhanh á, bỏ chôm. Cái gì vậy? Bánh. Bánh gì? Bánh sữa. Đây gọi là bánh gì? Oreo. Oreo. Nhưng bây giờ con phải ăn hết bim bim vậy nhá. Ăn miếng đâu á? Bim bim chấm cà phê. Ôi, bánh này có thể chấm luôn à? Đâu? Không ăn hết được hả các bạn? Không. Thế thì thôi, không ăn nữa. Thôi cái này để dành đến video lần sau nhé. Không có ăn nhiều quá, hiểu chưa? Dạ. Ăn nhiều quá là không tiêu được đâu. Mà trong bụng có rất nhiều vi khuẩn đấy. Con ăn miếng. Con ăn miếng. Con ăn miếng nữa nào. Úi giời ơi, ngon chứ. Đấy, em vừa ăn ngon chứ. Anh Phong đâu? Rồi đấy, không ăn. Không ăn nữa thôi. Và thôi con hai bạn chào các bạn đi. Chào các bạn. Rồi, chào các bạn nha.